Bộ giảm cân H-Lock Theramin Nuskin chỉnh hạn giá bao nhiêu, mua ở đâu là rẻ nhất? Xin chào các anh chị đã quay trở lại với video của Nui88. Hôm nay thì em sẽ tiết lộ một bí mật giúp cho các anh chị vừa giảm cân hiệu quả lại còn vừa tiết kiệm được hàng chục triệu đồng đấy ạ. Hãy xem đến cuối video để biết thông tin nhé. Thì bí quyết giảm cân hiệu quả lại còn tiết kiệm đó chính là bộ H-Lock Theramin chính hãng Nuskin tại Nui88 anh chị ạ. Bộ sản phẩm H-Lock Theramin của Nuskin không chỉ nổi tiếng với hiệu quả giảm cân vượt trội mà nó còn được đánh giá cao nhờ các thành phần thiên nhiên an toàn và hiệu quả. Các chị có biết không, giá thị trường của bộ sản phẩm H-Lock Theramin chính hãng hiện nay là hơn 49 triệu rồi. Nhưng mà khi mua tại Nui88 thì các anh chị chỉ còn hơn 25 triệu đồng thôi. Mình lại còn được nhận thêm combo 11 quà tặng giá trị. Vậy là mình đã tiết kiệm được hơn 24 triệu đồng rồi đấy ạ. Nhưng mà tại sao Nui88 lại có giá rẻ như vậy? Liệu có phải là hàng giả hàng nhái không? Thì em cũng khẳng định với anh chị một điều là toàn bộ hàng Nui88 bán ra đều là chính hãng công ty 100%, có hóa đơn đầy đủ, phiếu kiểm định chất lượng từ Bộ Y tế. Và bởi vì sao mà Nui88 có giá như vậy thì đơn giản là bởi vì do bên em luôn canh chương trình sale của công ty cho anh chị mình đấy ạ. Nhập 7 bộ giảm cân Theramin tặng 1 bộ, Nui88 gom nhập số lượng lớn về rồi, em lại tách chia giá ra, thế nên là mới có giá ưu đãi như vậy. Vậy thì bộ sản phẩm này có gì? Hãy cùng với cả em xem qua nhé. Thì trong bộ sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có bao gồm là Jumpstart, My Itch, Control, Complex và Chim Shake, bình, hộp thuốc và túi. Mỗi sản phẩm thì đều có những cái thành phần đặc biệt để giúp hỗ trợ giảm cân cho chúng ta. Bên cạnh đó thì cũng là cải thiện sức khỏe tổng thể. Ví dụ như là Jumpstart, nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát cảm giác thèm ăn, giảm cân hiệu quả nhờ các thành phần như là chiết xuất quả cam đỏ, quả xương rồng lê gai, bột cô đặc, nước ép lựu và chiết xuất nhị hoa nghệ tây. My Itch thì sẽ hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói, duy trì lối sống lành mạnh với chiết xuất lá dâu tằm và gua gum. Set Control thì nó sẽ giảm căng thẳng và cảm giác thèm ăn, cải thiện sức khỏe tổng thể và tâm trạng nhờ chiết xuất nhị hoa nghệ tây. Hay là MC Complex thì nó sẽ giúp duy trì cơ bắp và hỗ trợ giảm mỡ với các thành phần như là lá chùm ngây, nghệ và lá cà ri. Chim sách thì là thực phẩm thay thế bữa ăn với nguồn protein chất lượng cao, giúp duy trì cơ nạp và hỗ trợ quá trình giảm cân. Đây, như là các anh chị có thể thấy là đây là toàn bộ sản phẩm hỗ trợ giảm cân cho chúng ta mà khi mà các anh chị mua về thì nó sẽ bao gồm hết ở trong này rồi. Và một cái điều đặc biệt nữa, khi mà anh chị mua tại Nui88 thì các anh chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận này, đúng thì mình mới thanh toán. Và hàng bên em thì là chuẩn chính hãng nên là anh chị hoàn toàn yên tâm là không lo hàng giả hàng nhái nha. Và đây thực sự là một ưu đãi quá là hời luôn, cam kết là giá tốt nhất trên thị trường cho các anh chị. Và không những thế thì các anh chị còn được nhận thêm 8 quyền lợi vàng từ Nui88 nữa. Đầu tiên là bộ Theramin bên em bán ra 100% chính hãng Nuskin, có thể check trên phần mềm. Thứ hai đó là hướng dẫn sử dụng Theramin trong 30 ngày đầu tiên. Thứ ba đó là được cung cấp video khóa học hướng dẫn giảm cân từ chuyên gia. Thứ tư đó là được nhận thêm mã giảm giá 300 khi mà mình mua đơn hàng trên 2 triệu. Thứ năm đó là 100% sản phẩm có nhãn phụ theo quy định của Bộ Công an. Thứ sáu đó là được chứng nhận an toàn chất lượng từ Bộ Y tế và Cục An toàn Thực phẩm. Thứ bảy là hỗ trợ sau bán Zalo video 12 tháng. Và thứ tám đó là bên em bảo hành chính hãng 12 tháng. Nên là nếu mà anh chị phát hiện ra hàng giả, hàng nhái, hàng không chính hãng thì Nui88 cam kết là sẽ bồi thường gấp 10 lần cho các chị luôn. Và chương trình khuyến mãi thì chỉ còn 45 suất thôi. Hết chương trình bên em sẽ quay trở về với giá gốc. Nên là anh chị nhanh tay inbox fanpage ngay để nhận full thông tin chi tiết chương trình từ bên em các anh chị nhé. Hoặc là các anh chị có thể bấm nút gửi tin nhắn ở phía dưới để được bên em hỗ trợ kịp thời. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.